ngày 7 tháng 5, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho hay vừa hội chẩn liên khoa xử trí cấp cứu người đàn ông 68 tuổi ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh xuất huyết ồ ạt đường tiêu hóa bên trong. Trong ngày nhập viện, bệnh nhân đi tiêu máu đỏ tươi ồ ạt kèm đau bụng vùng phải. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, qua xét nghiệm máu, chụp cắt lớp CT vùng bụng, các bác sĩ phát hiện đại tràng bên phải có túi thừa viêm tấy, có điểm đang chảy máu nhiều. Nhận định đây là tình trạng nguy kịch do mất máu nặng, các y bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn liên khoa điều trị hồi sức tích cực, bù dịch và truyền khẩn trương 700ml máu cho bệnh nhân. Sau đó quyết định can thiệp nội mạch cấp cứu, làm tắc mạch máu đang chảy. Bệnh nhân sau đó đã hết đi tiêu ra máu, không sốt, huyết động ổn, tình trạng đau bụng đã giảm dần và tiếp tục được điều trị kháng sinh theo dõi. Theo tiến sĩ bác sĩ Dương Trọng Hiền, trưởng khoa phẫu thuật cấp cứu bụng, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh lý túi thừa đại tràng rất phổ biến và trở nên nghiêm trọng khi các túi thừa bị biến chứng như viêm, xuất huyết, thủng. Người bệnh sẽ gặp phải các triệu chứng như đau bụng dữ dội, sốt, tiêu chảy, đi cầu máu. Chúng ta biết rằng cái viêm túi thừa đại tràng thì có rất nhiều cái yếu tố nguy cơ. Một cái yếu tố nguy cơ đầu tiên thì gặp đó là tăng thêm tuổi. Thông thường là sau tuổi 40 thì là cái tỷ lệ mà xuất hiện cái túi thừa ở đại tràng có thể từ 5-20%, và càng theo thời gian thì cái số lượng túi thừa hay gặp càng tăng lên. Ở tuổi 60-80 có thể gặp tới 60-70% các túi thừa và viêm túi thừa đều vào điều trị. Cái này thứ nhất là yếu tố liên quan đến tuổi, cái thứ hai liên quan tới chế độ dinh dưỡng. Đặc biệt trước đây thì viêm bệnh lý viêm túi thừa đại tràng thường gặp ở nhiều người phương Tây, trong cái chế độ ăn của họ thường là nhiều thức ăn dầu đạm động vật, với nhiều phô mai, sữa và ít các chất xơ. Và chính vì thế mà cái số bệnh nhân mà người chủng tộc phương Tây thì có xuất hiện các cái bệnh lý viêm túi thừa đại tràng rất là nhiều. Tuy nhiên ở Việt Nam gần đây thì cái chế độ ăn bắt đầu thay đổi và phần nào cũng giống với ở phương Tây, và chúng ta gặp ngày càng nhiều hơn các bệnh lý được viêm túi thừa đại tràng. Một yếu tố nữa liên quan tới cái bệnh lý này đó là một là liên quan rất nhiều tới béo phì. Khi để những người béo phì thì cái nguy cơ bệnh nhân xuất hiện các viêm túi thừa đại tràng nó khoảng 1.5-2 lần. Rồi những người mà ít vận động, tức là chúng ta ít các cái hoạt động vận động hoặc thể thao thì cái nguy cơ xuất hiện các viêm túi thừa đại tràng cũng tăng lên. Một yếu tố nữa liên quan tới cái túi thừa đại tràng là một số bệnh, những trường hợp mà người bệnh sử dụng các cái thuốc điều trị, ví dụ như cái thuốc giảm đau trong viêm NSAID và cái thuốc corticoid thì cũng làm tăng cái nguy cơ xuất hiện túi thừa đại tràng và viêm túi thừa đại tràng lên 3-5 lần. Bình thường khi mà đối với xuất hiện túi thừa đại tràng mà chưa có biến chứng thì thường là không có triệu chứng. Tuy nhiên khi mà bắt đầu có các cái biểu hiện viêm, ví dụ như là đau bụng, thường hay gặp là đau bụng ở nửa bụng dưới hoặc là vùng hỗ trợ bên trái. Thứ hai là bệnh nhân có rối loạn về đi ngoài, có thể bệnh nhân xuất hiện đi lại hoặc là táo bón, và bệnh nhân cũng có thế đánh hơi nhiều rồi đau quặn. Trong một số trường hợp khi mà túi thừa lên rõ thì sẽ xuất hiện sốt và bệnh nhân đầy bụng chán ăn. Những trường hợp đó là những dấu hiệu gợi ý là chúng ta có cái tổn thương trong vùng bụng. Và lúc này thì người bệnh thường sẽ đến khám ở phòng khám cấp cứu hoặc các cái phòng khám chuyên khoa tiêu hóa. Bác sĩ khuyến cáo để phát hiện bệnh lý túi thừa đại tràng cũng như các bệnh lý về đường tiêu hóa nói chung, người dân cần khám sức khỏe định kỳ, nội soi đại tràng tầm soát bệnh, đặc biệt ở những người trên 40 tuổi hoặc có các triệu chứng như đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đi tiêu phân đen. Để phòng ngừa các biến chứng của túi thừa đại tràng, cần phải ăn một chế độ dinh dưỡng nhiều chất xơ, tăng cường vận động, tập thể dục.